một đơn vị kinh doanh nhập khẩu xe tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đưa về nước chiếc SUV Jeep Grand Wagoneer 2022. Đây là chiếc Grand Wagoneer đầu tiên về Việt Nam. Hiện chưa rõ đây là xe nhập khẩu tư nhân hay xe chính hãng, bởi Jeep Việt Nam cũng đang có kế hoạch phân phối mẫu xe này. Chiếc SUV full size này được nhập khẩu từ Mỹ. Xe có chiều dài 5.453mm, rộng 2.123mm, cao 1.920mm cùng trục cơ sở 3.124mm. Ngoại thất của xe được sơn màu đen bóng, điểm xuyết là các chi tiết chrome sáng màu như lưới tản nhiệt, viền cửa sổ, sọc kẻ hông xe hay bộ vành 22 inch. Cụm đèn trước và sau đều sử dụng công nghệ LED. Xe có bậc lên, xuống đóng mở điện. Chiếc Grand Wagoneer này nhiều khả năng thuộc phiên bản cao cấp nhất Series 3. Nội thất bên trong thiết kế cơ bắp đậm chất Mỹ, được bọc màu da bò chủ đạo. Vô lăng hai chấu to bản tích hợp nút bấm. Nổi bật bên trong chiếc xe là 7 màn hình cảm ứng, gồm 4 chiếc cho hàng ghế trước và 3 chiếc cho hàng ghế thứ hai. Hàng ghế trước có màn hình trung tâm và sau vô lăng kích thước 12,3 inch. Màn hình 10,25 inch đặt ở bên ghế phụ cho phép người ngồi tại đây lướt web, nghe nhạc, xem phim hay xem bản đồ. Ghế ngồi bố trí theo dạng 2-2-3. Hàng ghế 2 có bệ tỳ tay riêng và một lối ra vào hàng ghế 3 ở chính giữa. Một cửa sổ trời nhỏ dành riêng cho hàng ghế đầu. Jeep Grand Wagoneer 2022 được trang bị khối động cơ V8, dung tích 6,4 lít hút khí tự nhiên, công suất cực đại đạt 471 mã lực và 737 Nm mô men xoắn, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Giá bán của chiếc xe chưa được tiết lộ. Tại thị trường nước Mỹ, xe có giá khởi điểm 105.000 USD. Jeep Grand Wagoneer 2022 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ tại Việt Nam như Lexus LX600 vừa ra mắt, Cadillac Escalade hay Lincoln Navigator.